Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 39 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chủ đề của nó là Bày chiến tờ khoai ti xèo cưa. Khoai ti là phát chuyển nhanh, xèo cưa là anh chàng, như vậy là anh chàng mà đi giao hàng phát chuyển nhanh á, ở Bắc Kinh, thế thôi. Bày chiến tờ khoai ti xèo cưa. Sau đây xin mời mọi người nghe mình đọc trước một lần. Sử Xuân Hóa tại Bắc Kinh công tác. 是一个快递小哥，工作很累，但是他非常喜欢这个工作。他2011年开始做这个工作，已经做了10年了。史春华每天早上7点半开始工作，晚上9点多回家。 他有一个儿子和一个女儿，妻子和孩子们都住在老家。因为疫情，今年过年他没有回家，所以一个人在北京工作。孩子们想爸爸的时候会给他打电话。Và đến đây là kết thúc cái phần đọc, sau đây mình sẽ giải thích nội dung chi tiết của cái đoạn này nhé. Sử Xuân Hóa là Sử Xuân Hoa. Sử Xuân Hoa tức là tên riêng của một người thôi. Họ Sử, tên là Xuân Hoa. Chữ Hoa này nằm trong Trung Hoa đó. Trung Hoa tờ Hóa. Tại Bắc Kinh công tác, làm việc ở Bắc Kinh. Sư Yí Cơ Khoai Ti Xèo Cứa là một anh chàng đi giao hàng, giao phát chuyển nhanh. Công tác hành lê, công việc rất là mệt hoặc là làm việc thì rất là mệt. Tan sư, tha phê sẵn sử khoán trước cơ công tác, nhưng mà anh ấy rất là thích cái công việc này. 2011, năm 2011, tha 2011 khai sử chua trước cơ công tác. Anh ấy vào năm 2011 thì bắt đầu, khai sử là bắt đầu, chua trước cơ công tác là làm công việc này. Anh ấy bắt đầu làm công việc này vào năm 2011. Dì chính chua là sử nén là đã làm việc được 10 năm rồi. Câu có hai từ lơ đó, đó là chỉ cái hành động đã bắt đầu từ trong quá khứ và đến nay vẫn còn diễn ra. Vẫn còn diễn ra. Sử Xuân Hóa mỗi thiên chào sang 7:30 khai sử công tác. Sử Xuân Hoa mỗi ngày bắt đầu làm việc từ lúc 7 giờ rưỡi sáng. Chào sang 7:30 khai sự công tác. Hoàn sang 9 tiền tố khủy giá. Hơn 9 giờ tối, hoàn sang 9 tiền tố khủy giá là mới về nhà. Tha dầu ý cơ ở chờ khở ý cơ nữ ở. Anh ấy có một đứa con trai và một đứa con gái. Chi chờ hở hải chờ mến. Vợ và các con tô tru trai lào gia đều sống ở quê, lào gia là ở quê, sống ở dưới quê. Yên quê di chuyển, bởi vì di chuyển là tình hình dịch bệnh đang nói đây, tức là cái bệnh viêm phổi Vũ Hán đó. Mình vẫn thích dùng từ viêm phổi Vũ Hán. Yên quê di chuyển, chín nén qua nén, năm nay đón Tết, tham mỹ dù hủy giá, anh ấy không có về quê, tham mỹ dù hủy giá. Số gì ý cơ rẫn trai bảy chinh cung chua. Cho nên ý cơ rẫn là một mình. Trai bảy chinh cung chua là làm việc ở Bắc Kinh. Có nghĩa là cho nên làm việc ở Bắc Kinh một mình. Hải tử mến xiàng ba bà tờ sử hô. Khi bọn trẻ nó nhớ bố hoặc là nhớ ba. Hải tử mến xiàng ba bà tờ sử hô. Huy đây là sẽ kỳ thá tà tiên hoa là gọi điện thoại cho anh ấy. Đoạn này cũng tương đối dễ phải không ạ? Sau đây thì mình mời mọi người đọc theo mình một lần nhé. Sử Xuân Hóa tại Bắc Kinh công tác. Sư Yí Cơ Khoai Ti Xèo Cứa. Công tác hẳn lê. Tan sư ta phải sáng sử hoan trơ cơ công tác. Tha 2011 khai sử chua trơ cơ công chua.
已经做了十年了。史春华每天早上七点半开始工作。晚上九点多回家。他有一个儿子和一个女儿。妻子和孩子们都住在老家。因为疫情，今年过年他没有回家，所以一个人在北京工作。孩子们想爸爸的时候，会给他打电话。À, kế tiếp nữa mình sẽ đọc nhanh một lần, mọi người có thể không nhìn à, lên cái chữ nữa để mình luyện nghe luôn nhé. Sử Xuân Hóa tại Bắc Kinh công tác, là một người khoai tì tiểu ca. Công tác rất mệt, nhưng sự ta phải chẳng sử hoan cái công tác. 2011 khai sử cho cái công tác, đã kinh cho là 10 năm rồi. Sử Xuân Hóa mỗi thiên chào sang 7 điểm bàn khai sử công tố, chào sang 9 điểm đô, hồi gia. Thá yếu yếu gơ ở dơ hờ yếu gơ nữ ở, chí dơ hờ hải dơ mân đô trú zài lão gia. Yên vây yí chính, jín nén guo nén, thá mấy yếu hồi gia, sổ yí yếu gơ rần zài Bắc Kinh công tố. Hải tử mến xem bà bà thời hồ hồi kể thá tả tiên hoa. Và đến đây thì kết thúc phần 39 của chương trình học tiếng Hoa này. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Các bạn có thắc mắc gì cứ viết vào phần comment cho mình nhé. Và nhớ cho mình một like. Xin cảm ơn mọi người.